Ngày 22 tháng 6 năm 2019, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, công ty cổ phần Sakuko Việt Nam tổ chức lễ khai trương siêu thị Sakuko Family Vinh Nghệ An. Đây là cơ sở thứ 11 trong hệ thống siêu thị nhượng quyền thương mại hàng Nhật nội địa thuộc tập đoàn Sakuko Group Nhật Bản. Công ty cổ phần Sakuko là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ hàng Nhật nội địa, lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9 năm 2011. Cho đến nay, công ty Sakuko Việt Nam đã có 10 siêu thị tại các tỉnh thành trong cả nước, phân phối tới người tiêu dùng hơn 10.000 dòng sản phẩm nội địa Nhật Bản. Với cam kết sản phẩm đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ Nhật Bản cùng với giá cả phù hợp, nhiều ưu đãi, người tiêu dùng ngày càng tin tưởng dùng các sản phẩm của Sakuko. Việc khai trương siêu thị Sakuko tại thành phố Vinh không chỉ giúp người dân tỉnh Nghệ An có thêm lựa chọn tối ưu về chất lượng và dịch vụ hậu mãi khi mua sắm các mặt hàng tiêu dùng. Trong tuần lễ khai trương, chương trình khuyến mãi cũng được Sakuko Family Vinh áp dụng tri ân khách hàng.